Ở Nhã Nam có rất nhiều những cuốn sách hay mà bán không chạy. Đa số những cuốn sách đạt giải Nobel thì đều là những sách bán không chạy. Đây là một huyền thoại của ngành xuất bản. Cái điều đấy có gây nên một cái áp lực lớn cho chị không? Đương nhiên là áp lực chứ. Tại sao bản thảo của tôi gửi cả tháng trời mà các vị làm ăn cái gì mà các vị không duyệt cho chúng tôi? Mọi người sẽ luôn luôn thấy hình ảnh kiểu biên tập viên đánh nhau với tác giả ấy. Không hề biết là biên tập viên là làm gì và nhà xuất bản là làm gì. Một cái kỹ năng đặc biệt nào đấy mà các bạn cần phải trau dồi. Nếu như chắc nghề sẽ không hề phụ các bạn. Người trong môn nghề, nếu muốn biết có gì thì bấm nút subscribe nhé. Đây là bài viết Squid Game, chân dung và xã hội thực của Hàn Quốc của đội ngũ Spy Room. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu bài viết này nhé. Squid Game, tựa tiếng Việt, trò chơi con mực, hiện đang dẫn đầu nền tảng Netflix ở 90 quốc gia. Bộ phim đã tạo nên cơn sốt toàn cầu bởi nội dung và cốt truyện chân thực, đặc biệt phản ánh khoảng cách giàu, nghèo, thời hậu dịch và cho thế giới bên ngoài một cái nhìn thoáng qua về sự bất bình đẳng trong xã hội Hàn Quốc hiện đại. Nội dung phim tập trung vào một trò chơi sinh tồn tàn khốc. Trong đó, 456 người cùng tham gia trò chơi lấy cảm hứng từ các trò chơi dân gian của trẻ em Hàn Quốc như hoa dâm bụt nở, kéo co, v.v. để nhận giải thưởng 45,6 tỷ won, khoảng 39 triệu USD cho người thắng cuộc. Nếu thua cuộc hoặc phạm luật trong trò chơi, người chơi sẽ phải đối mặt với cái chết. 456 người chơi đại diện cho nhiều tầng lớp trong xã hội Hàn Quốc, nhưng tự chung họ đều đang tuyệt vọng vì các khoản nợ nần trong cuộc sống. Do đó, họ liều mình tham gia vào các trò chơi, cố gắng giành được giải thưởng cao nhất với hy vọng đổi đời và giàu lên nhanh chóng. 456 con người này đại diện cho nhiều tình cảnh khốn đốn trong xã hội Hàn Quốc. Một người tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul danh giá bị truy nã vì tội biển thủ. Một cô gái đào tẩu từ Triều Tiên cần tiền chăm sóc em trai và đưa mẹ sang Hàn Quốc. Một người lao động nhập cư từ Pakistan bị ông chủ từ chối trả lương. Các trò chơi trong phim rất đơn giản, nhưng khi người chơi thua cuộc, họ sẽ phải trả giá bằng tính mạng của mình. Trước đây thì những bộ phim truyền hình và điện ảnh có nội dung tương tự như trò chơi con mực có rất nhiều. Trong đó phải kể đến những bộ phim nổi tiếng của Nhật Bản, Mỹ hoặc các nước châu Âu. Tuy nhiên, Squid Game đã gây ra tiếng vang toàn cầu và trở thành một trong những phim nổi tiếng nhất trong lịch sử của Netflix. Hai bộ phim là Parasite, tự Việt, Ký sinh trùng năm 2019 và Trò chơi con mực năm 2021 đã trở thành hai tác phẩm thuộc hàng kinh điển nhất của lịch sử giải trí xứ Hàn, cho phép ngành điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc tạo ra một cột mốc chói lọi mới. Sự thật phũ phàng đằng sau kỳ tích sông Hàn. Các nhân vật trong trò chơi con mực thuộc nhiều tầng lớp khác nhau, nhưng hầu hết đều thuộc những người ngoài lề xã hội. Họ đã từng từ bỏ việc tham gia cuộc chơi, nhưng sau khi cảm thấy áp lực đến nghẹt thở của cuộc sống thực, họ lại quay lại trò chơi sinh tử để hy vọng đây là canh bạc cuối cùng nhằm thay đổi cuộc sống đang sa sút về tuyệt vọng của họ. Bộ phim này tuy thành công nhưng cũng phản ánh xã hội hiện thực đằng sau kỳ tích sông Hàn mà người Hàn Quốc tự hào. Chúng ta nhìn thấy quá trình chuyển đổi từ nghèo đói sang thịnh vượng của Hàn Quốc trong 30 tới 40 năm qua. Có thể nói đó là một trong những ví dụ thành công nhất về phát triển kinh tế toàn cầu. Hàn Quốc đang tiến tới nền dân chủ hóa sau chế độ chuyên chế độc tài kéo dài. Nhưng bên cạnh những thành công trong phát triển kinh tế và cải cách dân chủ, Hàn Quốc còn có nhiều mặt đen tối khác. Hàn Quốc có các vấn đề về xã hội như tỷ lệ tự tử cao và sự cạnh tranh gay gắt giữa các thế hệ trẻ. Và Hàn Quốc năm ngoái là quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất trên thế giới, với tỷ lệ sinh chỉ 0,84. Những vấn đề này khiến người Hàn Quốc khó tin tưởng vào một tương lai tươi sáng. Mặc dù Hàn Quốc đang tận hưởng những kết quả mỹ mãn do thành quả kinh tế mang lại, nhưng người dân cũng đang chế giễu xã hội như thể họ đang sống ở địa ngục Bắc Triều Tiên. Sau thời kỳ phát triển kinh tế vượt bậc, Hàn Quốc phát triển thần kỳ cả về kinh tế, xã hội và trở thành một trong những nước giàu nhất châu Á, được các nhà kinh tế học ca ngợi là kỳ tích sông Hàn. Tuy nhiên, song song với sự lớn mạnh của nền kinh tế là tình trạng chênh lệch giàu và nghèo ngày càng trầm trọng. Người Hàn Quốc từng có tinh thần cộng đồng và vì tập thể. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào cuối những năm 1990 đã khiến mọi người chỉ còn biết đấu tranh vì chính mình. Trong số các nước thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, Hàn Quốc hiện đứng thứ 11 về hệ số Gini, thước đo mức độ bất bình đẳng thu nhập giữa các tầng lớp cư dân.
dù kết quả này vẫn tốt hơn một số nơi như Mỹ. Các nhà kinh tế học cảnh báo tình trạng nợ hộ gia đình gia tăng có thể kìm hãm nền kinh tế. Giá bất động sản tại Hàn Quốc cũng tăng cao tới mức khả năng có một chỗ an cư cho người dân trở thành chủ đề tranh luận nóng bỏng trên chính trường. Dưới thời Tổng thống Moon Jae-in, giá nhà ở thủ đô Seoul đã tăng tới hơn 50%. Những người trẻ Hàn Quốc thì nghĩ rằng dù họ có làm việc chăm chỉ đến đâu thì cũng không thể mua nhà và nhìn thấy tương lai của cuộc sống. Nói cách khác, giấc mơ mua nhà gần như không thể trở thành hiện thực, trừ khi họ dựa vào sự hỗ trợ tài chính của cha mẹ. Theo báo cáo và thống kê mới đây, giá nhà ở Seoul, Hàn Quốc đã tăng vọt trong những năm qua. Trong đó, tỷ lệ giá nhà đang cao hơn 8 lần so với thu nhập bình quân, có nghĩa là người dân không được ăn uống chi tiêu trong 8 năm liên tục mới mua được một căn nhà. Hàn Quốc còn đang chứng kiến tỷ lệ sinh giảm mạnh, một phần do giới trẻ quan niệm rằng việc nuôi dạy con cái quá tốn kém. Tại Hàn Quốc, phụ huynh nào cũng muốn con mình được học tại những ngôi trường tốt nhất. Điều đó đòi hỏi bạn phải sống trong các khu dân cư hàng đầu, tức là tiết kiệm đủ tiền để mua nhà, một mục tiêu quá phi thực tế. Lý thuyết giai cấp thìa hiện đã rất phổ biến trong xã hội Hàn Quốc, trong đó sử dụng các thuật ngữ như thìa vàng, thìa bạc, thìa đồng hay thìa đất và thìa phân để biểu thị tầng lớp xã hội. Người Hàn Quốc nói chung tin rằng nền tảng gia đình quan trọng hơn nỗ lực của bản thân. Những người đồng cảm với các nhân vật trong Squid Game cảm thấy không có cơ hội thăng tiến khi xuất thân từ tầng lớp thìa đất, tức là chỉ những người sinh ra trong gia đình thu nhập thấp, gần như không thể vươn lên trong nhịp sống hối hả của xã hội Hàn Quốc. Trong số họ, nhiều người bị ám ảnh về những cách làm giàu nhanh chóng như tiền ảo và xổ số. Hàn Quốc là một trong những thị trường tiền ảo lớn nhất trên thế giới. Bộ phim Trò Chơi Con Mực phản ánh sự thật tàn khốc của xã hội Hàn Quốc ngày nay. Thậm chí, nhiều người phải ngừng lại khi mới xem được một nửa bộ phim vì nó như đang phản ánh cuộc đời của chính họ. Hàn Quốc đã trở thành một xã hội nợ nần. Mặc dù một phần cốt truyện của Squid Game có vẻ vô lý, nhưng nhiều khán giả cho rằng bộ phim đã thực sự lột tả được sự bất lực của những con người dưới đáy xã hội, những người đang gánh những món nợ khổng lồ trên lưng. Tiêu chuẩn thịnh vượng tăng lên, các hộ gia đình ở Hàn Quốc cố gắng bắt kịp và khiến các khoản nợ ngày một tăng, ảnh hưởng đến tầng lớp thấp và trung lưu. Theo thống kê, nợ hộ gia đình của Hàn Quốc đã tăng đáng kể trong những năm gần đây. Năm ngoái, tổng nợ hộ gia đình chiếm 103% GDP, cao nhất ở châu Á, và Hàn Quốc là quốc gia duy nhất có tỷ lệ nợ hộ gia đình vượt quá 100%. Nợ hộ gia đình đã tăng gần gấp đôi trong thập kỷ vừa qua, lên mức kỷ lục 1.540 tỷ USD trong quý 2 năm 2021. Thu nhập của nhiều chủ hộ kinh doanh chiếm gần 1/3 lực lượng lao động đã bị cắt giảm sau khi các hạn chế về COVID-19 kéo dài nhiều tháng. Điều này cho thấy rằng Hàn Quốc đã trở thành một xã hội mắc nợ. Điều này có liên quan đến hiện tượng người trẻ Hàn Quốc tìm mọi cách để chen chân vào cánh cổng hẹp của các tập đoàn lớn. Đối với những người Hàn Quốc có bằng đại học, rất khó để họ chấp nhận những công việc cổ xanh, tức là lao động phổ thông. Đây trở thành một vấn đề rất nan giải bởi tỷ lệ dân số có bằng đại học ở Hàn Quốc khá cao. Trình độ giáo dục và dân trí cao khiến nhiều người muốn làm công việc cổ trắng trong các tập đoàn lớn như Samsung. Điều này làm tăng nhu cầu vay vốn của những người trẻ tuổi. Nhiều người trẻ Hàn Quốc phải vay tiền để mua nhà trước khi giá nhà đất trở nên cao hơn. Điều này trở thành một khoản nợ phải trả. Tỷ lệ nợ của Hàn Quốc cũng tăng mạnh. Có rất nhiều người phải làm việc tự do ở Hàn Quốc như bán gà rán, mở cửa hàng tiện lợi nhỏ, v.v. Bởi vì sau khi dịch bệnh xảy ra, tình trạng phân cực, xu hướng kinh doanh của họ cũng xảy ra, nên tỷ lệ đi vay để tồn tại cũng tăng lên. Lo lắng về tốc độ tăng nhanh của nợ chính chủ càng trở nên trầm trọng hơn do dân số già nhanh và tỷ lệ sinh thuộc hàng thấp nhất thế giới. Điều này có nguy cơ làm tăng gánh nặng tài chính của Hàn Quốc. Viện Nghiên cứu Kinh tế Hàn Quốc cho biết, nếu nợ quốc gia tiếp tục tăng với tốc độ này, thì mỗi em bé sơ sinh Hàn Quốc sẽ nợ hơn 100 triệu won, tức là hơn 83.720 USD khi trở thành học sinh trung học. Vào tháng 8 năm 2021, chính phủ Hàn Quốc đã công bố các biện pháp hạn chế cho vay mới nhằm mục đích giảm nợ ở những người trẻ tuổi. Nhưng những nỗ lực hạn chế vay nợ này đã khiến một số người chuyển sang vay nặng lãi với mức rủi ro cao hơn. Hàn Quốc có vấn đề phân biệt đối xử nghiêm trọng đối với lao động nhập cư. Trong Squid Game, nhân vật duy nhất không phải người Hàn Quốc là một lao động nhập cư bất hợp pháp người Pakistan tên là Ali,
anh ta đã bị ông chủ bắt nạt, chèn ép và bị thương ở tay khi làm việc. Việc này đã phản ánh vấn đề lao động nhập cư nước ngoài của Hàn Quốc vẫn phải chịu nhiều bất bình đẳng. Trò chơi con mực thể hiện chân thật những người lao động nhập cư là người ngoài cuộc trong xã hội Hàn Quốc, đồng thời cũng cho thấy sự phân biệt giai cấp trong xã hội Hàn Quốc đã ăn sâu trong tâm thức và cuộc sống của người dân. Hiện có khá nhiều lao động nước ngoài nhập cư bất hợp pháp ở Hàn Quốc. Nhiều người trong số họ không hiểu ngôn ngữ và đang đối diện với tình trạng ngày càng khó khăn hơn. Họ làm việc chủ yếu ở các vùng nông thôn, làng chài, các ngành công nghiệp chính hoặc nhà máy sản xuất. Nhưng ấn tượng mà người Hàn Quốc về họ là họ không phải là thành viên trong xã hội chúng ta, hoặc đó vẫn là tầng lớp rất thấp trong xã hội Hàn Quốc. Nhưng từ góc độ khách quan, họ đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển kinh tế của Hàn Quốc. Nhưng xã hội vẫn có những định kiến nhất định đối với lao động nhập cư. Điều đó là không nên. Tệ nạn xã hội tồn tại từ lâu và khó cải thiện trong ngắn hạn. Squid Game không chỉ trở nên phổ biến trên toàn thế giới, nó còn đánh động đến những vấn đề đã được tích tụ trong xã hội Hàn Quốc từ lâu, thậm chí còn trở thành đề tài bàn tán trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2022 sắp tới. Một số ứng viên sử dụng hình ảnh phim trong áp phích quảng cáo Squid Game và thách thức các đối thủ chính trị bằng các trò chơi tương tự trong phim. Một chính trị gia Hàn Quốc là Ho Kyung-yong, người đã hai lần tranh cử tổng thống Hàn Quốc, đã đề nghị mua lại số điện thoại in trên tấm thiệp trong Squid Game với giá 100 triệu won, tức là hơn 1,9 tỷ đồng. Ông Ho Kyung-yong cũng tuyên bố rằng sau khi ông đắc cử, một lệnh tài chính khẩn cấp sẽ được ký kết để người dân trong nước có thể nhận được khoản trợ cấp 100 triệu won, tương đương 83.600 USD giống như cốt truyện phim Squid Game. Tuy nhiên, khi trò chơi con mực đã trở thành một công cụ tuyên truyền cho các chính trị gia Hàn Quốc, thế giới bên ngoài cũng lo ngại về việc liệu tổng thống tiếp theo có thể cải thiện được phần nào tình trạng bất bình đẳng khác nhau trong xã hội Hàn Quốc hay không. Các hiện trạng xã hội như tỷ lệ bằng cấp cao và tỷ lệ tự tử cao ở Hàn Quốc là những vấn đề căn bản lâu đời. Nó đã ăn sâu vào xã hội và văn hóa Hàn Quốc. Có lẽ rất khó để Hàn Quốc thay đổi hiện trạng xã hội đầy nhức nhối, bất kể ai được bầu lên làm tổng thống. Rất khó để có thể thay đổi hiện trạng và có thể phải mất đi một thế hệ trước khi xã hội Hàn Quốc có thể đi đúng hướng. Và đó là toàn bộ bài viết Squid Game, chân dung về xã hội thực của Hàn Quốc của đội ngũ Spy Room. Hy vọng là các bạn thích bài viết lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.